Tình trạng xả thải gây ô nhiễm dòng sông Bắc Hưng Hải, đại công trình thủy nông của Bắc Bộ luôn là một mối lo ngại về năng suất nuôi trồng nông nghiệp và đặc biệt là sức của người dân của tỉnh Hưng Yên trong những năm qua. Và nước sông thường xuyên bốc mùi hóa chất nồng nặc, nước đen đặc nổi bọt, nhất là tại các khu vực cống đổ ra từ khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở chăn nuôi. Đây cũng là nỗi sợ của hàng nghìn hộ dân sống dọc hai bên bờ sông mỗi khi dòng nước đen như dày đặc ấy đổ về. Mỗi khi trạm bơm Xuân Tràng cấp nước từ sông Bắc Hưng Hải vào kênh mương phục vụ canh tác cho người dân, dọc tuyến đường nội đồng ở xã Đồng Than lại ngập bọt bay trắng xóa. Nước để tưới tiêu thì đen như dầu luyên, đặc quánh, bốc mùi hôi thối. Lúa thì đây là mắc bệnh ô nhiễm này. Ôi giời, vừa nọ mới lại cấy đợt hai cháu ạ. Đấy mẹ thì đấy cứ bơm vào cái nước này thì thối hết dễ thì cho bà sống. Nhiều nhà bỏ ruộng không? Cuộc sống của đời nhân dân là cứ thối như thế này quanh năm ngày tháng. Chỉ trừ một năm có một lần mưa lũ, nó quét đêm nằm cả đêm đeo khẩu trang, đau đầu, nó thối như là nó dứt hết đầu lên, không thể sống nổi nữa. Bây giờ người dân chúng tôi không biết kêu ai. Ốm đau triền miên, mắc đủ loại bệnh, đây không còn là câu chuyện lạ tại xóm nhỏ dọc bờ sông Bắc Hưng Hải này. Chồng bà Nhìn đã mất 3 năm nay do căn bệnh ung thư quái ác, hàng chục năm sống cạnh con sông ô nhiễm, sức khỏe của bà cũng đang ngày càng yếu đi. Hầu như toàn chết vì ung thư. Chứ còn chết già thì không có. Tháng nào cũng phải đi thuốc, đây xóm lại đều thuốc hết. Nước giếng khoan bây giờ thì chỉ có dùng rửa ráy thôi chứ còn ăn uống thì là không dám ăn uống. Người dân lo ngại có thể căn bệnh ung thư này một phần đến từ mùi sông hôi thối, phần khác có lẽ là do nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm. Phụ trách vận hành trạm bơm Xuân Tràng chục năm qua, ông Phục cũng không ngờ đến một ngày lại có một khối u xuất hiện trong phổi của mình. Giếng nước khoan này, cỏ cái bể của bác, nó tốt vận lên đây này. Tự nhiên bây giờ nó chết hết đi. Thì nước bơm lên ô nhiễm thì nó chết có gì đâu. Mà nước này bơm lên ấy, mà bắn vào người ấy, ngứa cực kỳ luôn. Bơm lên thì nó xông thẳng vào mũi luôn ấy. Bác mới nghĩ và thôi chết rồi, mình ho ra máu này nguy hiểm rồi. Vì nước ô nhiễm này nó gây ung thư mà. Chú bị nhưng mà chú đang điều trị này. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên, một số chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải ở một số thời điểm trên sông vượt quá tiêu chuẩn hơn 10 lần. Và trong khi những căn bệnh bất ngờ treo lơ lửng trên đầu mỗi người dân, thì nhiều nơi vẫn xuất hiện những điểm xả nước thải chưa qua xử lý, trực tiếp vào sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm đe dọa sức khỏe và sinh kế của cả cộng đồng. Chương trình tiếp tục. Hàng vạn tấn chất thải, trạc thải, phế thải đổ bừa bãi tại nhiều vị trí trên địa bàn phường Xuân Đình. Nhìn từ trên cao, địa bàn phường Xuân Đình không khác gì một điểm tập kết rác được cấp phép với quy mô lớn. Tôi về đây từ đầu 2009, thì tôi thấy là đằng trước kia kìa là một cái đầm sen. Tất cả cái chỗ này là đầm sen hết. Đông một cái thì dần dần như cứ thấy cái đầm sen cứ thu lại và bây giờ không còn thấy, mấy năm nay thì không còn thấy một bông sen nào nữa. Những cái tháng gần đây thì đổ dồn dập hơn, thì cứ đêm thì là cứ thấy đổ ầm ầm. Bây giờ bọn nó ở đây, bọn kiểu như là bọn xã hội đen rồi, cai quản hết rồi rồi. Thế bọn nó bảo kê à? Vâng ạ, nó bảo kê hết. Ừ. Bây giờ chúng nó không đơn giản đâu. Không cần chờ đến đêm tối, hoạt động đổ thải diễn ra sôi động, công khai, ngang nhiên giữa ban ngày. Những tấm biển có tính khẩu hiệu như thế này thì được treo ở nhiều nơi trên địa bàn của phường Xuân Đình. Tuy nhiên, thật nghịch lý, đằng sau tấm biển này, hàng ngàn mét vuông bị san lấp trái phép bằng những chất thải, phế thải xây dựng trong thời gian vừa qua. Tại một số điểm đổ thải, còn có cả lực lượng gác cổng, đếm xe mỗi ngày. Vào vai người có nhu cầu đổ trạc thải xây dựng, chúng tôi có được khá nhiều thông tin. Nhưng mà đổ đây thì cũng thoải mái, không ngại đâu gì. Cái đấy đêm ngày cũng được. Đêm ngày cái đấy được, tại vì đây thì là anh sẽ bố trí hết mà. Làm này nhiều lúc là bọn nhà báo, nhà đeo các thứ, nhà soi, nói các thứ đây đọc ra là chúng nó cũng làm đây thì chúng nó cũng phải có sự là đồng ý chấp thuận của phường, người được cảm ơn ủy ban, công an, các thứ liên tinh rồi. Nó nhiều cái nó tế nhị lắm. Minh chứng rõ nhất để trả lời cho câu hỏi vì sao các bãi đổ trạc thải xây dựng trên địa bàn phường Xuân Đình quản lý ngày một phình to hơn. Đó là những chiếc xe chở phế thải
như thế này vẫn ngang nhiên đi về mỗi ngày qua con ngõ 585 đường Nguyễn Hoàng Tôn. Nhận thấy rác thải không phải là thứ bỏ đi, chị Thủy là một trong số những người quan tâm tới việc tái chế rác và hạn chế đồ nhựa không thể tái sử dụng. Khi mình tận dụng được thì nó không còn là rác nữa mà nó có thể sử dụng được, ví dụ như là ni lông hay là những cái loại rác nhựa bọc chống sốc. Cùng thói quen, chị Huệ cũng tự phân loại tại nguồn. Tuy nhiên, rác sau khi phân loại được chở trên những chiếc xe và đưa về đổ chung khiến chị cảm thấy việc làm này không còn ý nghĩa. Khi mà mình đã phân loại rác như thế, nhưng khi đem ra nơi tập kết ấy, thì mình cũng khá là băn khoăn, chứ không biết người ta có tiếp tục công việc mà mình đã làm hay không ấy. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến lượng phát thải rác thải tăng lên đó là chưa triển khai đồng bộ, hiệu quả việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa và phân loại tại nguồn. Nếu chúng ta biết thu gom, chúng ta phân loại, chúng ta tái chế thì chúng ta tận dụng được cái nguồn rác thải để mà quay vòng trở lại sản xuất, phục vụ đời sống thì rất là tốt. Giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quản lý về rác thải. Thì tôi cho rằng đấy là một cái cơ quan cần có một cái hoạt động nó hiệu quả hơn nữa để mà làm sao cho dân biết, dân hiểu và người ta cùng làm với mình. Nếu như không phân loại thì phải có chế tài để từ đó làm cho cái việc phân loại nó trở thành một cái nếp sống trong mỗi cái người dân, trong mỗi cái hộ gia đình. Đồng thời chúng ta cũng phải có các cái chính sách mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thu gom cũng như là phân loại và thực hiện tái chế. Thì lúc đó cái việc mà tái sử dụng cái rác thải nó mới trở thành một cái quy trình và trở thành một cái thực tiễn đi vào đời sống xã hội. Trong thời gian tới, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị của rác thải. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho những nhà thu gom, tái chế và chuyển đổi từ tái chế giản đơn sang tái chế hiện đại, từ tái chế không đảm bảo môi trường sang đảm bảo môi trường. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm tấn rác thải đang bị tồn ứ tại khu vực đoạn cầu số 1 và cầu số 2 của kênh Nhiêu Lộc. Mặc dù gần đây thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo khẩn yêu cầu là phải khắc phục, nạo vét và xử lý cái lượng rác thải này để không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh khu vực. Tuy nhiên thì đến nay lượng rác thải vẫn tồn ứ và hàng ngày người dân phải hứng chịu cái mùi hôi thối bốc lên như thế này. Túi ni lông, đồ dùng gia đình, hộp xốp, không thể đếm xuể, chất thành đống, tràn ngập bịch kính trên kênh, bốc mùi hôi thối. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị, mà việc kinh doanh của những hộ dân tại đây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Và hiện tại thì cửa hàng kinh doanh của em là ở đây, nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái mùi á. Khi mà rác nó tụ về đây nhiều quá là cái mùi hôi nó bốc lên nồng nặc lắm. Bụi. Trước việc con kênh đẹp nhất thành phố bị tái ô nhiễm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị thu gom rác tiếp tục duy trì dọn rác trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, đặc biệt là với số lượng tồn động từ ngày 31 tháng 12 đến nay. Lãnh đạo thành phố cũng đã đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục duyệt đơn giá đấu thầu để công tác thu gom xử lý rác thải ô nhiễm trên toàn bộ tuyến kênh được đi vào quỹ đạo trở lại. Những hình ảnh này được ghi nhận trong ngày 11 tháng 3. Đoạn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè dài hơn 30 mét từ cầu số 2 đến cầu số 1 chảy qua phường 4, quận Tân Bình ngập rác, lục bình, thùng xốp, túi ni lông, tấm đệm mút, ly nhựa, xác động vật nổi lênh bềnh trên mặt nước, bốc mùi hôi thối. Người dân trong khu vực cho biết tình trạng này đã diễn ra hơn một tháng nay. Thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang vào cao điểm nắng nóng, dòng kênh ô nhiễm càng ảnh hưởng tới người dân, người đi đường. Trước khi nó không có bèo và không có rác dồn như vậy, thấy sạch sẽ hơn. Nhưng mà từ Tết hôm giờ thấy rác nó dồn về nhiều hơn.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè bị rác bủa vây là do hợp đồng gói thầu thu gom vận chuyển rác trên tuyến kênh giữa Trung tâm Quản lý Đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị thu gom là Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hết từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa tái ký hợp đồng mới nên đơn vị thu gom buộc phải tạm ngưng hoạt động do không có nguồn kinh phí. Trước nguy cơ tuyến kênh được ví như giải lụa xanh giữa lòng thành phố tái ô nhiễm diện rộng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị thu gom rác tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện dọn rác trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục duyệt đơn giá đấu thầu để công tác thu gom xử lý rác thải ô nhiễm trên toàn bộ tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè nhanh chóng ổn định trở lại. Vào khoảng 13 giờ 55 phút, một đám cháy bất ngờ bùng phát chưa rõ nguyên nhân ở bên ngoài nhà máy xử lý rác thải Chư Sê, cháy lan vào khu vực nhà máy. Do bãi rác trong khuôn viên nhà máy chất thành đống rộng chừng một sào, kết hợp với thời tiết nắng nóng và gió lớn nên đám cháy bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói cao cả trăm mét. Lửa nhanh chóng lan sang hai nhà xưởng có nhiều máy móc và thiết bị xử lý rác thải. Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng chục cán bộ và chiến sĩ cùng với 6 xe chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai điều động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Mỏ sắt Tiến Bộ được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên TISCO nằm trên địa bàn xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên có trữ lượng hơn 19,2 triệu tấn, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép từ năm 2008, thời gian khai thác 30 năm. Sau khi hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng mỏ sắt, năm 2013, công ty đưa vào khai thác để sản xuất gang, phôi thép và thép xây dựng. Sau hơn 10 năm hoạt động, lượng quặng nghèo hàm lượng dưới 51% Fe tồn đọng lên tới gần 3 triệu tấn. Để tránh ô nhiễm môi trường, toàn bộ số quặng này được tập kết ở khu vực cách xa khu dân cư. Chúng tôi thực hiện nghiêm chỉnh những cái quy định của DTM cũng như là các cái hành lang bảo vệ về đê chắn bùn đất, rồi là các cái hố lắng đọng cái nước mưa bề mặt để lắng đọng bùn thải trước khi chảy ra môi trường. Trung bình mỗi năm TISCO khai thác 216.000 tấn quặng sắt, trong đó có khoảng 50% quặng nghèo phải dồn về bãi lưu trữ. Hiện bãi chứa quặng nghèo đã rộng hơn 3 hectare. Chất đống cao như núi có nguy cơ bị sạt lở, bùn đất, nước mặt tràn ra bên ngoài khi có mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân. Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với Công ty Gang thép Thái Nguyên để là thực hiện các cái quy định liên quan tới việc bảo vệ cái quặng đuôi tại khu vực mà mỏ sắt Tiến Bộ 2 này để làm sao đảm bảo đúng các quy định và có những cái biện pháp để phòng trừ các sự cố liên quan đến việc như là nước tràn của đập quặng đuôi ra ngoài khu nhân dân và khu sản xuất. Trong khi nhiều nhà máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải nhập khẩu quặng để sản xuất gang, phôi thép nhằm duy trì việc làm cho người lao động, thì gần 3 triệu tấn quặng nghèo tại mỏ sắt Tiến Bộ tồn đọng hàng chục năm mà chưa được đưa vào sản xuất là nghịch lý lớn. Để giải quyết cái quặng nghèo tồn dư hiện tại trên cái khu vực tập kết khai thác của đơn vị chúng tôi thì báo cáo anh là hiện tại là Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chúng tôi cũng đang tìm hiểu cái công nghệ phù hợp để tuyển rửa cái quặng nghèo này. Việc sớm đưa lượng quặng nghèo đang lưu giữ tại mỏ sắt Tiến Bộ vào sản xuất là cần thiết, bởi không chỉ giải phóng nguồn lực khai thác ra rồi để đấy, mà khi được chế biến ra gang, phôi thép, thép xây dựng sẽ mang lại giá trị hàng nghìn tỷ đồng, tạo nguồn thu cho ngân sách, phí bảo vệ môi trường vài trăm tỷ đồng, đặc biệt tránh được nguy cơ ô nhiễm môi trường.